Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay cũng gửi theo cái lời yêu cầu của cái anh này khách xài chứ không phải lái. Thì biết Vũ chuyên quay xe để bán lên YouTube đó, thì anh đi lại tới nhà luôn, nhiệt tình. Kêu Vũ quay review cái chiếc 110 đời 2000, máy ghim đại chắc ha. Nhưng mà giá thì cũng hợp lý, cho hợp lại chứ không có thách thác bạn. Mình sẽ quay review thì nguyên chiếc xe này, cắm thể bên dàn áo bên dàn ngoài. Còn mình sẽ nội soi bên trong rồi cho anh em xem. Anh em nào có thích cái kênh mua bán của Vũ thì nhớ cho anh like các bạn, bấm đăng ký rồi nhấn cái chuông để cho một like đấy, có nhiều động lực cho Vũ quay nhiều clip cho các bạn xem ha. Rồi bắt đầu chi tiết nha các bạn. Rồi thẳng vô vấn đề, không có mất cái thời gian của các bạn nữa, thì ở đây là một chiếc quay 110 đăng ký năm 2000, xe còn sạch đẹp, cái chất xe còn rất là khá. Trước nhất là mình sẽ quay tổng quan bên ngoài, dàn lông. Dàn lông thì đẹp, không có bị bắn, không giảm tốt ha. Đẹp. Đó. Tổng quan đi. Thì sẽ đến bên trong thì xe rất là bụi nha. Độ xe thì không có qua cò lái không gì chứ, nên là chùi tới đâu anh em thấy nó mới chóc tới đó nè. Không qua tắm dầu, tại vì ngay khách chủ mà, ngay chỗ bán không qua tắm dầu, không qua rửa luôn, để gì bán, để gì đăng bán lại cho nó đúng với cái đúng như cái xe y chang vậy luôn. Nên nè, chùi tới đâu thì nó thấy hình sư phụ tới đó ha. Rồi trước nhất là từ ở ngoài trước, anh em mình sẽ làm cái clip này lâu lâu nha. Áo rất là mới, áo rin rất là dày. Thì cái cây phuộc coi để kiểm tra chân găm có lên chì ha, chân găm có lên chì. Phuộc này á, phuộc này có xi lại nha anh em, phuộc này có xi lại đầm ha. Ở cái dành ta còn đóng gu xì không ta? À cái dành này tay cái dành này. Tháo cái cây quay ra đi bạn. Sẽ nội soi, trước nhất là nội soi. Cái dành này lai, cái dành này dành này dành. Dành Alpha các bạn ơi, cái dành Alpha không phải dành 110. Đầu cổ thì bao zin nha anh em. Đầu cổ bao zin anh em, xe bản số 4 con miền Tây. Đúng chất xe miền Tây ha. Ở bên trong còn tương xanh ha. Tương xanh cái quảnh gòn không có dấu hiệu chỉnh xúc bắp ha, xe đúng 40 mấy ngàn cây. Đúng 40 mấy ngàn cây. Rất là êm. Dàn chân ở dưới thì quá ok luôn. Rồi tổng quan thì phần máy là rất là ok, thì anh em coi cũng đánh giá thì mình được ha. Này rất là sáng á. Giá cả thì anh em nào chịu chơi cái dòng 110 mới báo giá được nha các bạn, tại vì dòng 110 á giá nó sẽ hơi cao hơn so với những cái xe khác. Thì mình báo giá trên đây, một số bạn ta có những cái lời bình luận không tốt, tức là người ta chửi mình á. Tại mình chỉ là cái người review xe thôi, có ăn thua gì trong đây đâu mà chữ. Cái bình xăng nó có bị đổ mồ hôi á, mà không có qua cò lái ha. Gặp cái này cò lái là anh em đâu thấy gì đâu. Cò lái người ta sẽ rửa dầu ra mới chóc bài. Đó, còn mình muốn mua cái xe này giờ mình chơi thì mình tháo con áo ra, mình xịt dầu vô bỏ ba bữa sau mình rửa lại một cái mới chóc ra liền. Cái cần thắng theo xe luôn ha. Rồi cái cần thắng ở dưới này bịch cái này bảo vệ lại, nó bị sét cần thắng người ta nè, rất là tươi. Ốc là da không có dấu chỉnh nha các bạn, còn rất là tươi. Thì mấy con ốc này không có đâm trời ơi, để cái cây cái bảo vệ vô con ốc này nó bị sét cái chân bảo vệ nè. Cái nắp nhớt này cũng còn rất là tươi, chùi tới đâu nó mới tới đó nha các bạn, chùi tới đâu mới tới đó. Dòng 110 này là huyền thoại đó các bạn ơi, trong những cái dòng xe nhỏ nhỏ chỉ có 110 là vô địch. Còn lên dòng xe lớn 125 thì chỉ có máy có thằng rim 125 mới giờ là vô địch. Trong bình xăng con là 110 là nhẹ nhất. Mà 110 này 110 đời 2000 ha. Rồi bên đây là áo sống rồi là không có chạy chỗ đó. Ốc còn sáng nè, không có lên, chưa có lên chì ha. Gấp có bị gấp sườn. Cái tem Thái Lan còn kìa. Gấp này cũng không có bị sơn si ha. Ở ngoài sau cái đùm nó bị bong theo thời gian kìa. Chân găm này còn màu ha. Chân găm này còn màu. Cây găm lên chì nhưng mà không có bị tối ha. Quay rất là kỹ nha.
Thì cái anh bán xe anh bảo là cái bô này là không phải 11985 nè. Lai cái bô F110, nếu mà 1985 là cái bô của nó hả các bạn. Bô này chắc bô mới rồi. Bây giờ mà mua cái xe này muốn đúng chắc rin của nó là phải mua cái bô nghĩa địa bỏ vô. Bô nghĩa địa bây giờ là bô sòn sòn 3 triệu, bô đẹp 5 triệu, 7 triệu á. Không phải chuyện đơn giản, đồ 110 là nó gung lắm bạn ơi. Đây, cầm tầm mắt ống chỉ đầu cũng không có bị xét ha, mới có bị lên chì thôi. Thì cái này muốn sử dụng là phải xịt dầu ra là mới nó mới đẹp, mới chắc xe lên được. Dòng 110 là đi nhẹ lắm các bạn, người ta xài kỹ con ốc này người ta cũng dặn xuống dưới nè, không dặn trên nó bị xét cái dành đó. Rồi bên trong bên đây là đó xương xương, cả hơi mình quay cái dắt bên kia lại. Sườn xe của miền Tây là các bạn biết còn màu là 20 năm mà. 20 năm cho cuộc tình dở dang. Mấy cái này còn theo xe chùi tới đâu mới tới đó ha. Con 110 ba con ốc nha, cái em theo xe con ta hai cái theo xe đó. Nó có cái chữ gì với đó cái anh kia anh chỉ mình mà quên. Cái này là của em 110. Nền máy nền sườn còn rất là chắc nha các bạn. Máy ốc theo nè. Cái bình xăng lớn không có bị xét ha. Cái nắp nó cũng còn rất là tươi. À, cái má này, cái má bờ yên này nó cũng còn rất là tươi ha. Thì mình chỉ là quay bằng cái điện thoại thông thường thôi. Áo này không thấy bể ha các bạn. Áo này không thấy bể mắt ha. Áo rất là dày. Mình chỉ quay bằng cái điện thoại thông thường thôi, không có camera. Cái này các bạn coi trong điện thoại này. Đó. Thì lên truyền hình nó chỉ là cái điện thoại như vậy thôi, không phải là cái máy quay. Thì anh em coi cho kỹ ha. Và anh bảo là cái xe này nó có bị lai cái miếng này nè. Cái miếng mũ này anh giờ anh thay cho nó đẹp lên, tại nó bị răng theo thời gian đó. Ờ, cái này nó cũng bị răng nữa nè. Lâu năm 20 năm mà. Áo thì đẹp quá, áo còn đẹp lắm. Với anh là anh thay cái tem. Anh là anh thay cái tem mới. Là anh thay cái tem mới với cái thay cái nắp này. Với bị lai cái bô. Là anh mua là người ta bị lai cái bô vậy đó. Rồi mình sẽ quay lại bên kia cho các bạn xem ha. Quay thiệt là kỹ chiếc xe này. Quay con nền máy nè các bạn. Con nền máy cái nữa ha. Tới quay lại đây test máy các bạn ạ. Máy còn rất là chắc các bạn ơi. Máy zin còn rất là chắc. Để quay tổng quan bên đây nó thì là xong chiếc xe 110 này ha. Giá thì anh em điện thoại ha, chứ báo giá này người ta chữ ông Vũ rất là nhiều á, tội nghiệp nó chữ chứ cũng nhớ nhấp luôn. Dành là dành Alpha, bị lai dành Thái rồi. Đầu rất là ok nha. Cần số còn theo, có dính rất là nhiều bùn đất ha. Cái chổi còn theo, lò xo còn theo, chỗ giữa còn theo. Cái đầu số máy NF110 MA 006 5469. Này là giấy tờ hợp lại hải quan chính ngạch đàng hoàng, không có tích cắt tháp nha các bạn, bao ra cái vụ đó bao đâm. Máy phần cái nước sơn nó còn rất là, người ta xài rất kỹ, cây bảo vệ ha. Máy góc mà theo xe nè. Áo thì nó không có bị bể gì chân ha, áo rất là dày, áo 110 rất là dày. Áo nó chỉ có cái lấy cây mà đập nó mới bể các bạn ơi. Áo rất là dày luôn. So với dòng Alpha nó dày hơn rất là nhiều. Máy cái này cũng còn rất là ok ha. Giá thì anh em cứ inbox điện thoại cho mình đi. Báo giá anh em ta chữ. Chữ te tua chứ. Thời tả chứ. Rồi dành ngoài sao like dành luôn. Dành của Alpha.
chứ không phải dành thái nữa. Vậy là giờ xe này vớt hai cái dành, cái nắp chì sên này có sơn lại, phục khu chờ, áp còn theo xe, tem thì có dán với hai cái miếng mặt nạ đồng hậu trên, nhan đèn lái và đèn trước còn theo xe. Rồi, đại khái thì chiếc xe đã quay rất là kỹ rồi đó. Thì anh em muốn mua chiếc 110 này thì điện thoại đi ha. Nãy là mình đã báo rất là kỹ rồi. Thùng này có thai nè, là nắp dây sên sơn lại. Rồi, gấp này sơn lại luôn à. Sơn nắp sên, sơn gấp. Còn như theo xe, máy zin. Coi cái nồi của zin không ha. Để test cái nồi của zin không. Nồi zin các bạn ơi. Nồi zin, nồi zin. Nồi còn chả, nồi zin. Rồi nè, ổ khóa theo xe ha. Có zin. Cái cây này nó có bị theo xe luôn nè, nhưng mà bị chất thuốc sơn nè ha. Coi nhanh coi. 4887, 4587 nhanh theo xe ha. Chung test rất ok đó, xe này nãy giờ quay rất ok đó. Giờ 1930. Rồi máy mạnh khỏe. Rồi kết thúc clip này luôn đi. Mệt quá, quá nắng bạn ạ. Vì sự nghiệp đam mê xe cộ, nắng gió gì cũng quen. Rồi, Vũ xin kết thúc clip ở đây ha. Xin chúc tất cả các cô chú bác anh chị em gần xa gì đó là luôn luôn mạnh tay khỏe chân ha. Còn cái lưng sau kệ nó đi ha. Rồi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.